Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Ngày hôm nay mình sẽ ghi lại quá trình mình thực hiện một mô hình nhân vật 3D Blow Poly bằng Blender. Và mô hình này mình sẽ ứng dụng trong con game sắp tới mình thực hiện. Tiêu chí mình đặt ra khi làm mô hình này chính là sự đơn giản, dễ thực hiện và hoàn toàn phù hợp với những người lần đầu sử dụng Blender. Đầu tiên các bạn tải cho mình tấm ảnh mẫu này về, link mình để ở dưới phần mô tả. Người mới hay cũ mình không biết nhưng vẽ theo mẫu lúc nào cũng là đơn giản nhất. Bấm Shift A thêm background, sau đó chọn tấm ảnh đó. Căn ke vị trí tấm ảnh cho phù hợp. Khi xoay góc nhìn như thế này tấm ảnh sẽ biến mất, các bạn vào phần cài đặt, chỉnh như mình để nó hiện lên lại. Làm mờ nó đi cho dễ nhìn. Chọn tấm ảnh, bấm Shift D để nhân đôi nó ra. Sau đó kéo một tấm ảnh theo trục Y, lặp lại thao tác để có một tấm ảnh bên trục X. Các bạn xoay nó một góc 90 độ. Tấm chính giữa thì mình lật nó 90 độ theo trục X, sau đó kéo xuống dưới. Chỉnh lại một chút chỗ này. Như vậy chúng ta đã setup xong phần ảnh mẫu. Các bạn có thể bấm phím hình dấu ngã trên phím Tab để kiểm tra lại các góc nhìn. Rồi giờ mình bắt đầu vẽ nhân vật, các bạn bấm Shift A, chọn cho mình Cycle. Số đỉnh đặt là 4, low poly mà, cái nào hạn chế được thì mình nên hạn chế. Kết quả chúng ta có một vòng tròn, nhìn rất là vuông. Bấm Tab để vào Edit Mode, sau đó bấm F để co giãn kích thước, bấm G để di chuyển vị trí. Công việc kế tiếp thì đơn giản rồi, chỉ cần đo y hình là được. Các bạn có thể chú ý phím tắt mà mình sử dụng ở góc trái bên dưới của màn hình. Quá trình làm mô hình này phần lớn cũng là bấm E, sau đó chỉnh sửa, rồi bấm E, rồi lại chỉnh sửa. Từ đoạn này trở đi mình sẽ tăng tốc độ video một chút. Chỗ nào cần chú ý thì mình sẽ nói. Các bạn nào muốn xem với tốc độ chậm có thể chỉnh tốc độ trên YouTube. Trông ổn ổn rồi đấy, bây giờ mình sẽ thêm mirror vào. Và bùm, chúng ta đã có một bên chân còn lại. Mình tiếp tục vẽ phần bàn chân và nó cũng đơn giản thôi. Các phím tắt để chọn chế độ đỉnh, cạnh và mặt là phím 1, 2, 3 bên bàn phím chữ. Bấm phím Ctrl R để tạo một đường cắt nhanh ở giữa. Các bạn nhớ tích chọn clipping bên mirror, nếu không chỗ này không nhập với nhau được. Chỗ này các bạn bấm phím K và cắt như mình. Thêm một cách cắt nữa là chọn hai điểm và bấm phím Z. Phần đầu chúng ta sẽ làm riêng bằng cách tạo một khối vuông mới. Dùng subdivision để biến nó thành hình cầu. Sau đó áp dụng nó. Tiếp tục chỉnh sửa theo mẫu.
phần thân dưới đã có mirror rồi, nên chúng ta nhớ cắt một nửa cái đầu đi. Trước khi dùng Ctrl Z để join hai bộ phận cơ thể lại với nhau. Phần bàn tay chắc là phần khó nhất rồi. Trong mô hình này mình sẽ sử dụng dạng bàn tay hai ngón. Chỗ này mình bấm phím M để nối hai điểm lại với nhau. Vậy là xong rồi, nhìn cũng được chứ nhỉ. Tổng thời gian mình sử dụng để làm cái mô hình này là khoảng 17 phút. Trong video sau mình sẽ hướng dẫn mọi người trải UV và vẽ texture cho nhân vật nam và nhân vật nữ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye.